Chị Ngô Minh Châu xin trân trọng tới gửi tới quý khách hàng tấm tranh Ma Đạo Thành Công với kích thước 1m98 x 98 cm, ván dày 3 phân và khung dày 5 phân. Góc ngòi chúng tôi làm cũng rất kỹ này, chốt hai chốt liền, cực kỳ là chắc chắn. Và đã được hoàn thiện CPU bóng mờ cực kỳ kỹ với trình độ tay nghề của thợ sơn cũng là phải nhiều năm trong nghề. Sơn bóng và mượt, sờ mát tay, có thể ruồi bậu ngã ngửa. Và vân gỗ thì được giữ nguyên vân veo quằn quại. Với 8 chú ngựa phi nước đại cực kỳ là dũng mãnh để mang đến nhiều cái may mắn tới cho gia chủ. Với hàng chữ là Mã Đáo Thành Công được chúng tôi viết bằng chữ nho. Đấy, quý vị thấy không? Cái con ngựa của chúng tôi nó cực kỳ là dũng mãnh và sắc nét. Và quan trọng nhất là cái kỹ thuật hoàn thiện của chúng tôi cực kỳ là kỹ, rất là mượt mà, nó tôn lên cái giá trị của bức tranh rất nhiều với cái màu gỗ tự nhiên của gỗ hương đỏ Nam Phi. Xin mời quý khách liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 0975940 để được sở hữu tấm tranh này, bởi vì tấm tranh này là chúng tôi đang trưng bày sẵn tại cửa hàng của chúng tôi mà chưa có khách đặt. Còn đây là cái cửa hàng nhỏ của chúng tôi đang trưng bày rất là nhiều sản phẩm. Xin mời quý khách về tại Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được tham quan, chọn lựa những cái bộ tranh đẹp và quý giá. Xin kính chào tạm biệt.